xin chào tất cả các em đã quay trở lại. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục sử dụng đội hình Việt Nam để đi giao hữu. Và hiện tại hôm nay thì mình vẫn chưa mua được Duy Mạnh, chưa mua được Văn Hậu Xịn nên vẫn phải dùng Văn Hậu Đẻo và thêm hai trung vệ Koulibaly và Tomiyasu. Ok, anh em bắt đầu trận đấu ngay. King Paulus, ôi giời, gặp thanh niên ngon, anh em nhìn biết là kiểu ngon rồi. Thì có mà áo đỏ là chất anh em nhỉ. Ui, cái này là hạng thế giới 2 rồi anh em ạ. Ôi, có vẻ là hơi lát nhỉ, Van Dijk cái kiểu đấy nhỉ, đội hình ghê đấy. Nhưng mà với mình thì kèo này vẫn thơm anh em ạ. Ok, anh em bắt đầu vào trận ngay. Đây là Messi. À, hiện tại thì các cầu thủ Việt Nam sẽ được ra phần bóng trước. Ok anh em, chờ 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 mình phát. À, ok, trận đã bắt đầu. Đấy, muốn phải điều nhưng bạn sợ. Văn Hai. Đội hình của bạn là Gullit cộng 5 bất kiểu anh em ạ. Như là Gullit mờ tí tí. Bắt toàn. Sút vào rồi. Đây thì tí tí đang diễn ra vậy. Mới phút thứ 3 thôi anh em ạ. Văn Toàn đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Rồi pha chọc khe của Văn Đức cho Văn Toàn. Giống như là đã được định sẵn rồi. Rồi bạn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Xe giật xe anh em ạ. Thanh niên có kỹ thuật. Được đấy, Gullit. Này thì Gullit này. Ôi, tăng tăng, mày quá. Pha để bóng lật hán của Quế Long Hải, Koulibaly. Hiện tại thì mình chưa mua được Duy Mạnh nhưng mà dùng Koulibaly với một cầu thủ người Nhật Bản, Tomiyasu. Tomiyasu thì đá khá là chắc. Cầm phương. Dê áo, ui, hay quá Văn Đức. Ôi, pha chuyển bóng lại cho Văn Toàn thì đã vào chân được bạn. Đưa lại phản công. Ronaldo, Gullit. Ui giời ơi, tuyệt vời anh em ạ. Pha cả pha bóng của Văn Lâm chưa bao giờ ở đâu có. Chỉ ở trong game này thôi. Đánh được ui giời, ấy giời ơi. Phản công, bắt toàn. Ui giời ơi, đen ơi này. Đẩy này. Xếp giờ vô quét này. Hay không anh em ạ? Cái gì đấy, bạn bảo là đủ Văn Toàn. Có cơ hội nâng tỷ số lên 4-0. Quang Hải.
mình được pha lại sút luôn rồi. Hay quá. Và lần đó là kịch can thiệp để cho pha bóng của một bạn bị bỏ lỡ trôi qua. Phạt góc này. Á, à, ui dồi ôi. Hay quá, lại là Văn Thanh đứng ở ngôn và cảm phán. Cứ sút lại là Văn Thanh đang đi để ốp. Sao lại không chọc cho Văn Đức ở Văn Thanh? Ói rồi. Quế ngọc hải. Không thể kèm được á. Quên, mình là Messi thì không thể kèm được Việt Nam. Bây giờ các bạn là bạn trai phải Văn Hậu, Công Phượng, Văn Toàn. Đây là ai Công Phượng? Hay quá, dây đi Công Phượng ơi. Ui giời ơi. Không, Công Phượng ngay có vẻ không dẻo mấy nhỉ. Lan đâu phản công. Quế ngọc tiếp tục từ Quế ngọc hải. Văn Thanh. Ui, pha bóng này lại hơi dễ lăn lăn. Mày nào phản. Hết kết thúc hiệp 1 anh em ạ. Với tỷ số là 3-0. Và 2 lần điểm tên tỷ số đó chính là Văn Toàn ở phút thứ 2 và phút thứ 15. Và bàn thắng còn lại là do Văn Đức ở phút thứ 26. Đội bạn Messi chấn thương rồi kìa. Văn Đức, Văn Đức trận đá cũng hay. Sân trường hơi cọc cạch anh em ạ, trận này hơi cọc cạch. Văn Toàn, ơi trời ơi, vẫn có chân bóng, vẫn chân Văn Toàn. Hay quá Văn Đức. Làm gì đây Văn Đức? Chuyển lại qua cho Văn Hải. Công Phước. Sút. Úi giời ơi. Không qua được Hà Nội vậy nhỉ. Chuyển đây Văn Toàn. 4-0 nữa. Lại bị chặn lại Neymar. Neymar này. Con này hay. Xuân Trường. Trời ơi, Xuân Trường. Đấy các bạn thấy không? Xuân Trường đánh cả dô béo luôn này. Ủa đơn giản đó. Quang Hải. Văn Toàn đang chạy rất thoáng. Làm gì đây? Dê bóng. Ui, quả tạt bóng vào của Văn Toàn hơi tối nha. Nào, pha phạt góc của Xuân Trường. Quang Hải. Ui giời ơi. Tô quân. Tí nữa để bị mất bóng anh em ạ. Quế Quang Hải. Siêu phẩm không? Sút. Ây. Bóng đi vẫn hơi cao anh em ạ. Bây giờ mình cứ sút thôi. Quang Hải. Văn Toàn. Một trận đấu này chỉ nhắc tên Văn Toàn thôi. Ôi. Đội bạn thủ thành gì ấy. Văn Hải ấy. Ở đấy mà không vào nhỉ. Trời ơi, bàn thắng đây rồi. Bàn thắng đây rồi. Hơi khoai nhỉ. Ôi, bóng mất con. Văn Hậu. Ôi, phản công. Không sao. Văn Thanh chạy khắp sân anh em ạ. Hay quá. Rồi Toàn rồi, hợp cánh rồi. Toàn. Này thì kỹ thuật. Ôi. Này quá, Công Phượng đã bóng cực ngoặt. Sân trường. Đúng rồi, ở Việt Nam thì có các cầu thủ rất là nhanh. Nên là cần một người bóng chơi bóng chậm như là Sơn Trường để giảm lại nhịp độ trận đấu. Hay quá. Úi giời ơi, thằng đánh rồi. Không rưỡi à. Này còn đứng chờ. À, việc. Thanh niên phải tỉnh táo nhỉ. Sơn Trường, Quang Hải, Văn Toàn, rất nhịp ngang, Văn Đức. Làm gì đây Văn Đức? Sút. Ôi. Sợ lên trời nhỉ. À, chúng chân rồi bạn anh ạ. Có thêm một pha đá phạt góc. Ui. Thế mà Quang Hải không đỡ được quả này. Đây là Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải rất hay tham gia tấn công anh em ạ. Văn Toàn. Dê Văn Toàn ơi. Ui, pha dứt điểm thì lại bị ngăn chặn. Phượng em. Ui giời ơi. Tăng rồi. Tăng ơi. Quân lý. Quế Ngọc Hải, Văn Anh. Bóng tiếp tục ở trong chân các cầu thủ Việt Nam anh ạ. Rồi Văn Đức, ui giời thấy chưa, anh em thấy Văn Đức skill ghê không? Văn Thanh. Chắc nữa. Úi giời ơi, pha bóng giống như là đá cặp vậy. Tỷ số đã là 4-0. Văn Toàn, chát cho ông này.
chỉnh tục anh ạ. Văn Toàn đã có hat-trick trong trận đấu này à? Đá World Cup hay thế này thì tốt đấy rồi. Việt Nam đã bị thế. Với Ngọc Hải, pha đá bóng không tốt của Vulis đã vào bóng mã vào chân Ngọc Hải và bóng đang ở trong chân Công Phượng. Văn Đức tiếp tục là Văn Toàn. Ui giời ơi, Công Phượng sút vào. Cuối cùng thì Công Phượng đã nổ súng. Suốt từ trận đấu đến tận phút thứ 87, Phượng mới nói lên cái giá trị của mình. Công Phượng quê tao à. Ôi thanh niên Nghệ An anh em ơi. Ôi Phượng đang tỏ ra rất là vui sướng. Mình cũng rất là vui. Toàn, anh em xem lại pha này. Phối hợp tốt không cho xem lại à? Ở phút thứ 87 tỷ số đã là 5-0. Mấy thanh niên này à, có cái pha giật xe hay anh em ạ. Tí mình phải học giật xe. Kỹ thuật này à, ba người. Trời ơi, nhìn Văn Đức tầm này chạy giống như là hết cơm. Ui, hay đấy Văn Toàn. Sút. Ui, lại vào mông. Sút. Ui, tí nữa thì Công Phượng lại ghi cho mình double kill rồi. Nhưng mà Ngoài nghệ bắt được. Đánh đầu. Việt Nam đánh đầu thì hơi khoai nha.